Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung liên tiếp đón các trận mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Ước tính tới thời điểm hiện tại đã có 3 người tử vong, hàng ngàn hộ dân ngập trong biển nước. Chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Mưa lớn liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã gây ngập sâu nhiều khu vực như Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh. Sạt lở đất đá cũng xảy ra trên tuyến DT553 ở Hương Khê. Lũ trên các sông suối nguy cơ gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông suối, chia cắt giao thông ở nhiều địa bàn các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, tiềm ẩn nhiều vấn đề nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân. Tối ngày 31 tháng 10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, mưa lũ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 đã làm ngập gần 1.900 vườn của hộ dân. Trong đó, gần 500 hộ bị nước tràn vào nhà ở, 9 trường học ở 5 xã, thị trấn, 18 hội quán thôn, 1 điểm bưu điện bị ngập. Ông Đặng Viết Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lũ nhiều ngày qua khiến nước sông Ngàn Phố dâng cao, cầu và đường dân sinh tại xã này bị nước lũ bủa vây, gây chia cắt. Tại thôn Đông Hải, có 13 hộ dân bị cô lập. Hy hữu hơn, trên địa bàn có cụ ông 80 tuổi qua đời vì bệnh tật từ ngày 29 tháng 10, nhưng đến nay vẫn chưa thể an táng do nước lũ dâng cao. Lãnh đạo xã phải dùng đò di chuyển vượt sông để thắp hương, chia buồn, động viên với gia đình. Hiện lãnh đạo huyện Hương Khê đã vận động người dân di rời tài sản lên khu vực cao giáo để tránh thiệt hại khi lũ về. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng ngày 31 tháng 10, huyện Hương Khê chủ động cho 54 trường học với 22.525 học sinh nghỉ học. Tính đến hiện tại, mưa lũ đã khiến 3 nạn nhân tại huyện Hương Khê tử vong. Tại huyện Vũ Quang, trong ngày 31 tháng 10, 150 cán bộ công nhân đã đội mưa khắc phục nhiều điểm sạt lở trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện này để sớm thông tuyến. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 10, tại km 354+900 đến 355+400, khu gian Yên Duệ, Hòa Duyệt, đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ sạt lở đường sắt. Khoảng 500 mét khối đất đá trên đoạn đường sắt 50 mét bị cuốn trôi. Sau gần 40 giờ liên tục sửa chữa, khắc phục, đến chiều ngày 31 tháng 10, tuyến đường sắt Bắc Nam đã được thông tuyến. Các tàu chở hàng và chở khách đều có thể lưu thông. Tại huyện Cẩm Xuyên, do mưa lớn kéo dài, bờ sông Ngàn Mọ tiếp tục sạt lở, uy hiếp các hộ dân sống hai bên. Toàn xã Cẩm Duệ hiện có 14 điểm sạt lở dọc bờ sông, trong đó có 4 vị trí sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 150 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 30 tháng 10, xã Cẩm Duệ đã sơ tán 4 hộ với 21 nhân khẩu ở các vị trí sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo công an các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an các huyện, thành phố, thị xã, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở phải chủ động nắm tình hình về diễn biến mưa lũ tại địa bàn quản lý, phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trước tình hình mưa lũ đang có những diễn biến phức tạp. Ngày 1 tháng 11, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc vận hành xả lũ ở các đập, hồ chứa thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc trong đợt mưa lớn từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023. Thủy điện Nhạn Hạc được xây dựng trên sông Quang, thuộc địa bàn xã Mường Nọc và xã Quang Phong, huyện Quế Phong. Tại thời điểm 0 giờ ngày 27 tháng 9, lưu lượng về hồ là 103,403 m khối trên giây, tương ứng với mực nước hồ là 307,9 m. Đến 2 giờ ngày 27 tháng 9, lưu lượng về hồ là 683,914 m khối trên giây, tương ứng với mực nước hồ là 312,114 m. Với lưu lượng này, tương ứng với dung tích nước về hồ chứa là 4,179 triệu m khối. Đồng thời, mức nước hồ chứa vượt cao trình 312,114 m. Đoàn kiểm tra kết luận, hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc đã có quy trình vận hành được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt theo thẩm quyền. Việc vận hành điều tiết lũ từ thời điểm lũ lên đến khi đạt đỉnh không được làm gia tăng lưu lượng xả xuống hạ du so với lưu lượng tự nhiên đến hồ. Hồ thủy điện Nhạn Hạc có dung tích hữu ích nhỏ 4,82 triệu m khối, không có dung tích phòng lũ và không có chức năng cắt lũ. Vì vậy, nhà máy đã vận hành đảm bảo tuân thủ vận hành thiết bị xả lũ theo quy trình đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đoàn liên ngành xác định công tác dự báo của nhà máy chưa chính xác
còn bị động trong công tác dự báo lưu lượng nước về hồ nên chưa thực hiện được thông báo cảnh báo sớm cho vùng hạ du. Ngoài ra, công tác phối hợp trong phòng chống thiên tai của nhà máy và Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu thực hiện chưa tốt. Việc phát hành thông báo chưa có kết nối chặt chẽ. Hộp thư đi nhà máy đã ghi nhận việc gửi các thông báo vận hành điều tiết hồ chứa qua hộp thư điện tử Gmail. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu phản ánh không nhận được. Thủy điện Châu Thắng được xây dựng trên sông Quang thuộc địa phận xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu và xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Thời điểm 2 giờ ngày 27 tháng 9, mức nước hồ ở cao trình 112,67/114m và lưu lượng đến hồ là 118,68m³/giây. Lúc 3 giờ cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ là 113,5m, lưu lượng nước về hồ là 768,69m³/giây. Đoàn liên ngành kết luận, hồ thủy điện Châu Thắng có dung tích hữu ích nhỏ, 4,217 triệu m³, không có dung tích phòng lũ và không có chức năng cắt lũ. Vì vậy, căn cứ mực nước của các hồ trong suốt quá trình vận hành xả lũ do chủ hồ cung cấp, nhà máy đã vận hành đảm bảo tuân thủ vận hành thiết bị xả lũ theo đúng quy trình phê duyệt. Tuy nhiên, công tác dự báo của nhà máy chưa chính xác, còn bị động trong dự báo lưu lượng nước về hồ nên chưa thực hiện được thông báo cảnh báo sớm cho vùng hạ du. Ngoài ra, nhà máy thực hiện chưa tốt công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ cho công tác vận hành, dẫn đến xảy ra tình trạng hư hỏng thiết bị quan trắc, giám sát tự động. Trước đó, vào ngày 26 và 27 tháng 9, mưa lũ kết hợp với việc các thủy điện đồng loạt xả lũ đã khiến huyện Quỳ Châu, Nghệ An thiệt hại nặng. Cụ thể, mưa lũ đã khiến hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1 đến 5 mét, trên 5.000 người dân phải di rời. Có 3 xã, 6 bản bị cô lập hoàn toàn, 7 điểm trường, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập sâu, hơn 1.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra là gần 180 tỷ đồng. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mới ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Qua công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, những ngày tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong khi, đất ở một số khu vực đã bão hòa hoặc gần bão hòa nước, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, ngập sâu tại khu vực thấp trũng, ven sông suối và đô thị. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ ở khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn, có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Chủ động chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ. Chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình sung yếu đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp tự đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt. Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, sạt lở đất gây chia cắt. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và đồ dùng học tập tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp địa phương chỉ đạo, hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên tuyến đường sắt Bắc Nam và các trục giao thông chính. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, quốc phòng, công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.